chỉ tao. Không bảo nó phát nữa đã mà. Mỗi năm không trồng có chết đâu. Không có rau ăn đây. Ai vậy? Đỗ bà cứ liên thuyên đấy, tao bảo có giống bảo gì đâu. Khoa tao bảo chuyện thế. Tao bắt đầu khai chuyện kia. Hai ấy được 18 quả, tao về tao luộc. Ôi giời, mấy đại rau không có thì thiếu, có thì thừa. Đáng như thế. Sáng nay cũng bảo có người gọi mua rau à, từ từ không mua. Nếu có người mà sang cái trời được rồi mua, thì ta gọi mua rau lại từ từ đi. Không gọi vừa đi đâu lại còn khác đâu. Ôi ôi. Cô. Lại. Vâng. Giờ ai trong muối dưa có phải ra mua dân về